lần một hai. Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Đó, kinh nghiệm mình nó phải dài vậy. Em à, bạn nghe không? Em mùa xuân này anh sẽ cưới em, luôn bằng xa chắc không được mời. Đó, mình chỉnh cái tiếng mít khô á, mít khô nó hay rồi đó, mình hòa cái tiếng echo vô các bạn nghe, hòa tiếng echo vô tiếng mình còn y thinh luôn á, nó không có bị thay đổi gì hết trơn nè. Lên 1 2 3 4 5 6. Đó. Rồi xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Minh Triết hướng dẫn và chia sẻ. Thì hôm nay Minh Triết sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tất cả các chức năng của con dân cơ Gutin 6 Epic này ha. Đây là hàng mới xịn sò luôn nha, chưa khui hộp các bạn. Đây là con 6 Epic của mình ha. Mới nguyên thùng luôn. Mình sẽ chơi nguyên con mới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Hàng này âm thanh rất là hay. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết và cách chỉnh như thế nào là hay nhất cho con dân cơ Gutin này nha. Rồi bây giờ mời các bạn theo dõi. Đây, còn nguyên thùng luôn các bạn nha. Chi nguồn của nó nè, ba chui, có cục chống nhiễu các bạn nha, có chống nhiễu rất là tốt cho cái dàn âm thanh echo reverb cho mình ha, nó có bị nhiễu. Này chặn đừng cho ruồi ở quê mình, đừng có mấy con giò giò nó sẽ tha mấy cái đất nhét vô đây nè, thường chặn lại để mai mốt lúc mình cần mình sẽ được ha. Đây là tổng thể mặt trước của nó nha các bạn. Rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ cho bạn, rồi sau đó mình sẽ rút gần lại cho bạn nhìn từng chi tiết một ha. Thì đầu tiên ở đây nó là nó có một cái nút là AUX. Ở đây nó có cho mình cái cụm như thế này để chữ E Music EQ. Ở đây là cái cần tầng music nha các bạn. Còn có là reset nè, chép nè, mic nè, bass nè. Ở đây là để là mic liver, là cái núm bự đưa cho mình là núm tổng các bạn nha. Rồi ở đây nó cũng có reset nè. Ở đây là có chép nè, mic nè, bass nè, chống hú nè. Và nó có hai cổng mic 1, mic 2 ở phía trước ha, nó còn ba cổng ở phía sau các bạn nha. Và đây là hai cái volume tổng mình chỉnh nè, mic 1 nè. Volume tổng chỉnh mic 2 3 nè. Đây là cái phần echo các bạn, gồm có 1 2 3 nút, gồm có delay, repeat, reverb nha. Thì nó có 8 chương trình và đây là hai cái nút để mình thay đổi chương trình nha. Rồi đây là cái ô để báo cho mình biết. Rồi. Mình sẽ ở đây gần cho các bạn xem nha. Rồi. Ở đây là cái nút để chọn ngõ vào các bạn, đây nè các bạn. Đây nè các bạn, đây thấy nó để chữ AUX 1, AUX 2 không? AUX 1, AUX 2. Thì thường thường để cái dấu lùng dấu cao nè, AUX 1 là nhả ra, AUX 2 là nhấn vô ha, các bạn nhìn nè, đó lùng rồi nè. Đó mình nghi cho các bạn xem đó, lùng đó, mình nhả ra nè, cao. Đó, cao lên các bạn thấy hồi nãy cao nè. Lùng nè, đó mình theo cái dấu đó mình sử dụng ha. Còn đây là cái volume lớn nhỏ nè của nhạc nha, không có liên quan tới mic echo ở đây ha. Rồi tiếp đây là cái volume để là cái này là nút khóa nè, ví dụ như mình dặn cái này cỡ này đi. Là nó hết cỡ ha, nhưng mà mình có thể dặn này tăng lên, hoặc là mình muốn để khóa trẻ em á là mình dặn cỡ này thôi, không cho trẻ em nữa. Nhiều khi mình đang để cái này nghe, nhiều khi trẻ em buồn lại dặn này rất là lớn, nên nó dễ bị hư lo của mình. Thì đại khái mình hiểu một cách là nút khóa trẻ em đi đó, mình muốn nó ở tới mức nào thì mình dặn cái nút này lên tới đó. Hiện tại giờ người ta đang để cho mình là 12 giờ các bạn ha. Và tiếp nữa là một cái nút chép các bạn nha. Đây là một cái nút mic chép, là tiếng chép á, tiếng xì xì á, tiếng mic là tiếng trung, tiếng hát á. Đây là tiếng bass, là tiếng ấm nè, của tiếng nam hay tiếng nữ đầu ấm ha. Rồi đó là phần nhạc nha. Phần nhạc thì gồm có 4 nút như thế này ha, một lát căn chỉnh thế nào mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh thực tế ha. Rồi tiếp nữa đây là nó có một cái để cái mic liver các bạn nha, là tổng của ba cái mic của mình ha. Rồi tiếp nữa nó cũng có một cái nút là để là reset nè, để khóa lại, ví dụ như mình dặn hết cỡ thì nó không có lớn nữa ha, đó người ta khóa là người ta đưa ra ngoài cho mình. Rồi tiếp nữa nó có nút chép nữa các bạn, chép mic là để dành cho ai mà tiếng trong quá thì giảm bớt lại, ít quá thì đưa lên cho nó xì xèo nhiều ha, không có bị, nói chung mình căn chỉnh. Rồi đây tiếng mic là tiếng hát của mình rồi, mình dặn lúc này thấp quá thì nó sẽ hát rất là nặng ha, mình dặn cao quá thì nó bị ồ ọt, nên mình căn chỉnh sao cho nó vừa. Đây là tiếng bass nè, tiếng dày, tiếng ga của mình nè, tiếng dày lực nè. Đây là chữ S center mình nè, cái dạng nút chống hú các bạn nha, chống hú. Rồi tiếp nữa cho mình đây là hai cái lỗ input là ở đây nó có mic 1, mic 2, nhưng mà này nó có tới 3 mic lưng nha bạn, ở phía sau nó có 3 lỗ mic. Tí xíu mình sẽ quay phía sau. Rồi ở đây là cái volume mic 1, volume mic 2, đó mình điều chỉnh cho hai cái lỗ mic này. Rồi ở phía bên đây thì đây là effect echo effect liver nè, đây tổng của cái echo reverb các bạn nha. Và tiếp nữa là nó có một cái nút reverb cho mình nè, đó nút reverb, dặn reverb nhiều ít thì mình ở đây. Đây là nút repeat, là nút lặp lại nè, là dài ngắn, ví dụ mình nói 10 tiếng hoặc là 2-3 tiếng thì mình chỉnh cái nút này ha, theo chiều kim đồng hồ. Rồi delay là nhanh chậm nháy lại á, alo hay là lo á, độ nháy á. Rồi đây nó có hai cái nút cho mình chỉ lên chỉnh xuống, là chữ mod nè, để mình chọn cái model ở trong này.
Thì ở đây cái con này nó có cho mình là 8 cái chương trình các bạn thấy không nè. Số 1 là delay nè. Con này nó rất là nặng các bạn nha, bưng tay nó cũng hơi nặng nên thôi mình để xa xa xíu. Rất là nặng các bạn. Nặng quá. Nè, số 1 là delay ha. Số 2 là drum, số 3 là echo. Số 4 là reverb không các bạn. Ai thích hát reverb hát reverb không. Số 5 là echo và reverb, nó trộn hai thứ lại cho mình. Thì nó trộn hai thứ này lại cho mình, thì còn cái nữa là cho mình chỉnh cái reverb riêng nha, được cái là mình chỉnh reverb nhiều ít tùy theo ha. Trong cái chức năng số 5 này mình chỉnh reverb nhiều ít cũng được nha các bạn. Rồi. Số 6 là CT, drum nha. Rất là dễ hát các bạn nha. Số 7 là CT, delay. Số 8 là hall. Rồi. Đây là mặt trước, toàn mặt trước nha. Tí xíu mình sẽ thử. Và mặt sau thì ở đây dây nguồn là mình không nói ha, nói nhanh qua nha. Đây thì chắc những cái chức năng này gần như ở đây thời gian đây gần đây là chắc không ai xài những cái chức năng này nữa các bạn. Đây là center control nè. Này là sử dụng cho lo 5.1 rồi đó các bạn. Mình ở đây thường thường mình xài 2.0, 2.1 à. Ở đây nó có ngõ ra của nó nè các bạn. Ngõ ra của nó là của cái phần bên đây nó để là center control nè, thì nó chỉnh cho mình bass chỉnh chép. Ngõ ra của nó bằng cái jack 6 ly các bạn nha. Và tiếp ở đây cho mình là nó có ba cái mic nè, nó để là mic 1, mic 2, mic 3. Thì mic 1, mic 2 là mình là mic CT hết nha các bạn. Cái cộng nè, trừ nè. Đó, các bạn nhớ đấu CT thì âm thanh sẽ hay hơn. Rồi, chống hú ở đây ha, có cái nút chống hú đây, nút chống hú nè. Nhấn vô chống hú nhả ra, không chống hú ha. Đó, mình nhấn vô. Rồi, đây hai cái ngõ là chính của nó bằng cái jack Canon nha các bạn. Cái này nó là bằng jack Canon chứ không phải ra bằng dây AV ha. Đó, L output nè, R output. Và đồng thời nó có một cái nút chỉnh cho mình chọn cái watt của cái âm ly nhà mình ha, hoặc là cái loa nhà mình nha. Đó, mình chọn theo. Rồi, ở đây là cái để sụt rau nè. Sụt rau là cái lo 5.1 nãy mình nói đó. Ở đây sụt rau nè, nó cũng cho mình cái ngõ ra là bằng cái dây AV, nấm AV các bạn nha. Đó, led ra nè. Để là R sụt out nè, sụt rau R nè, R L nè ha. Rồi nó cho mình chỉnh là hai đường nha bạn, một đường nhạc hoặc đường mic nha. Dù mình muốn cho nhạc vô nhiều cũng được hay là mic vô nhiều cũng được tùy ha. Cái này rất là hay các bạn nha. Rồi tiếp nữa đây là đường sub các bạn nha, sub. Nè, out bass là sub nè, thì mình chỉnh frequency thì mình chọn tần số nè. Cái này mình chỉnh volume lớn nhỏ, volume bass lớn nhỏ đó. Để cho bass ra nhiều hết á. Rồi tiếp nữa là đây nó có cho mình là hai cái cổng ngõ vào các bạn nha. Để out nè, music out 1, music out 2, nghĩa là mình chọn hai cổng hồi nãy phía trước mình giới thiệu đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ các bạn đấu dây như thế nào cho nó hát, cho nó hát như thế nào đúng không? Thì giờ cái này mình gắn jack Canon các bạn nha. Đó, ngõ ra mình kết nối Canon rồi mình đưa xuống lọc xì hay là nâng tiếng gì tùy ha. Thì đây là cái ngõ ra ngõ vào của ba cái mic, các bạn muốn dây gọn gì nhờ gọn gàng thì mình cắm cái mic ở phía sau. Rồi bây giờ mình sẽ cắm dây ha, vô phía sau ha, mình test cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đấu dây các bạn nha. Thì đấu dây các bạn cần cho mình có là một dây nguồn nè. Một dây nguồn. À dây nguồn, cắm dây nguồn vô nè. Dây nguồn ha. Đó, mình bật nguồn lên. Tiếp nữa là mình cần dây tín hiệu nhạc các bạn nha. Đây tín hiệu nhạc là dây AV đó các bạn. Đó. Mình đưa vô A hay L, 1 hay 2 đều được hết các bạn ha. Đó, mình cắm vô ha. Đó. Đây là cái dây mic các bạn. Đây là cái dây mic. Rồi mình cắm vô mic nào cũng được ha. Cắm mic nào mình chỉnh đó. Giờ mình cắm vô mic 1 các bạn nha. Rồi tiếp nữa đây là hai cái đường ra các bạn, cắm vô hai cái đường ra ha. Rồi mình đã kết nối dây ok. Rồi bắt đầu tới bước mình sẽ test thử các bạn nha. Giờ mình sẽ chỉnh nhạc, hướng dẫn các bạn cái chỉnh nhạc nha. Thì cái này mình đang nhấn cao, nhấn lùng nè, đang để UX2 nè, như nãy mình đang để UX1 ha. Giờ mình nhả nó ra các bạn nha. Thì cũng dễ lắm, bây giờ mình mở ra, đó có nhạc rồi đó các bạn. Ví dụ như mình nhả, mình mở luôn lên cả này mà còn im ru thì các bạn tắt nó xuống ha, nhả này ra. Rồi đây là cái nút reset hồi nãy mình nói là khóa nè các bạn, bạn mở lớn lên đó, thấy không? Các bạn nghe lớn không nè, nhỏ nè, em lấy cái chip khác rồi mình làm lại ha. Đây nút reset này các bạn, đó mở hết cỡ nè, bạn thấy nghe lớn không? Nên nếu mà nhạc mình yếu quá thì mở hết cỡ các bạn ha. Ở đây mình mở cho nó hết cỡ luôn. Rồi đây là nút chép nè các bạn, nếu mà người lo nhà mình chỉnh chưa hay thì nghe nghe chép đó, nghe không? Đó, tắt chép rồi. Mình chỉnh sao cho nó vừa nghe thôi các bạn nha. Để mình mở nhỏ xíu, mình chỉnh sao cái chép mình ưng thôi. Đây là tiếng trung nè. Đó, tối tiếng lại ha. Đó, trung nhiều quá. Đó, ít lại. Nghe cái nhạc như thế này mình cần cho nó nhiều chép một xíu các bạn. Cho nó bass nhiều xíu nữa ha. Bass nè. Đó. Cho nó sáng nó trung xíu ha. Rồi đó,
Nói chung là cái bát là tiếng bát nè, trung nè, chép nè, đó mình. Cái này là lớn. Hồi nãy nó mặc định nó 12 giờ vậy nè các bạn. Đó nó nhỏ các bạn ha. Nếu nhạc nhà mình yếu quá thì thôi, ở như của mình này mạnh quá thì mình cứ để. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển tiếp qua cái mic các bạn nha. Rồi, bây giờ mình đã chuyển cái camera qua cái hướng mic vào cái echo luôn các bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn một lúc hai thứ luôn các bạn nha. Mic nè. À, mic hiện giờ nó đang để 12 giờ các bạn nha. Nếu mà mic mình yếu quá mình cũng dặn lên như cái kia ha. Nhưng mà mic thì nó thường thường nó rất mạnh. Các bạn cứ để 12 giờ thử đi ha. Cứ để nguyên 12 giờ đi rồi mình chỉnh, ví dụ cảm thấy ít á thì nói chung á, cái mic nó nguyên tắc chỉnh mic nó như thế này. Cái nhất là mình chỉnh mic khô cho nó hay. Mic khô là như thế nào? Nghĩa là bass chép mic cho nó hay. Nhưng các bạn lưu ý cho mình một chỗ là như thế này. Nha. Khi mà mình mở cái volume mic này càng lớn thì cái âm thanh nó sẽ càng khác các bạn nha. Đó, mở càng lớn lên, ví dụ như mình chỉnh cái này đi thì âm thanh nó nghe rất là hay, nhưng mình chỉnh lên này á thì thường thường nó sẽ dư tiếng sáng, nhất là dư tiếng chép. Đó. Thành ra có nhiều các bạn là thử biểu thử hết volume vậy đi. Thử hết volume thì chỉnh lại thì nó hay thôi chứ đâu có bể được. Chắc chắn các bạn để cỡ này hay rồi. Mà các bạn mở hết lên nhẹ và nó sao bể thì đúng rồi, nó bể nó dư cái gì mình chỉnh lại cái đó ha các bạn ha. Thành ra mình hát, thành ra mình chỉnh ở một mức nào đó, ví dụ như mình mở lớn vậy thì mình chỉnh lại xíu, mở nhỏ này chỉnh lại xíu, nhỏ nhỏ vậy thường thường tiếng nó sẽ tối, lúc đó mình sẽ hỗ trợ tiếng sáng lên, tiếng mic và cái tiếng trung này nè và cái tiếng chép lên. Còn nếu mở cao lên thì chắc chắn chép nó phải hạm xuống ha. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn nha. Đó, mình thử mic khô sau đó mình kết hợp cái echo điều bật vô ha. Mic rất mạnh các bạn nha, quá mạnh luôn. Lần 1 2 3 4 5 6 7, lần 1 2 3, lên lên 1 2 3, mình giảm mic cho nó nhỏ xíu. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái mic các bạn nha. Lên 1 2 3 4, cái này nó đang 12 giờ hết các bạn nha, chưa chỉnh gì hết á. 1 2 3 4, đó mình đang thử vậy là mình nghe nó bị dư cái trung nè, dư cái trung này nè. Lên 1 1, đó, tiếng nó ngoài 1 1 1, vậy thì cái đục quá nặng ha bạn ha. Lên 1 2 3 4, đó nó thiếu hơi, làm như thiếu bass á, không có được, không có vậy. Lên 1 2 3 4 4, lên 1 2 3 4 5 6, chép gì cũng tạm được các bạn ha. Lên 1 2 1 2 3 4 5 6, lên 6. Đó, mình thử vậy mình nghe tiếng nó vừa đó các bạn, vừa tiếng ha. Đó, nếu mà các bạn là thích lực hơn nữa thì cứ lên lên 1 2 3 4 5 6, chấm hú thì cao mình cho nó xuống xíu, tầm khoảng chừng mình chấm hú này mình khuyên các bạn chỉnh mặc định tầm khoảng 10 giờ là thôi ha. Lên 1 2 3 4, rồi cái còn cái bít 1 bít 2 mình cứ để đúng 12 giờ các bạn nha. Rồi cái này các bạn để cho mình tầm khoảng 10 giờ ha, còn cái này thì tùy theo cái lo của mình và cái tay bít của mình ha. Rồi thì theo mình thì cô dàn lo và nhớ các bạn nhớ dàn lo và dàn hỗ trợ phía dưới của mình á, là nâng tiếng hay là lọc xì gì đó, cách mình chỉnh ở dưới rồi bắt đầu mình cân chỉnh ở trên này lại ha. Đó, mình cân chỉnh, đó mình cân chỉnh sao tiếng nó ok hay rồi, đàng hoàng hay rồi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ mở lên ha, mở echo lên từ từ thôi ha. Lên 1 2, lên 1 này thì bật đang để 12, mình tắt thì bật đây mình nghe echo không các bạn. Lên 1, đó mình nghe echo, bây giờ mình cảm giác echo nó rất là cục ngắn ha. Đó, lên echo phải cho nó dài dài xíu thì nó mình hát cho cái nhạc vô á thì nó mới dài, nó mới hay nha. Ngắn vậy là hát nhạc vô rồi nó bị khô nha các bạn. Thường thường mình là doanh nghiệp dư không à, thành ra mình phải chỉnh echo cho nó rước cái đuôi cho mình cho nó hay xíu. Lên 1 2 3 4, mùa xuân này anh sẽ cưới em, cái này có vẻ nó hơi chậm các bạn, nó nhanh xíu. Lên 5 6, nãy nó chậm quá, nó sót cái tiếng của mình hát á, mình hát mà nó còn dập rồi, thành ra nó là nó hơi dở đó, là mình chỉnh gì nó tạm được các bạn ha. Lên 1 2, mùa xuân này anh sẽ cưới em. Đó, kinh nghiệm mình không phải dài vậy. Em à, các bạn nghe không? Em mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đó, mình chỉnh cái tiếng mic khô á, mic khô nó hay rồi đó, mình hòa cái tiếng echo vô các bạn nghe, hòa tiếng echo vô tiếng mình còn y thinh luôn á, nó không có bị thay đổi gì hết trơn nè. Lên 1 2 3 4 5 6, đó cái này mình hát tông thấp ca cổ là ok đó, nhưng mà mình muốn rước những cái hơi cao và khúc đuôi á thì mình cho nó lên reverb xíu. Lên mình chỉnh reverb tham quá thì nó sẽ bị tối cái tiếng mình nha, từ từ mình chỉnh từ từ lên nha các bạn ha, tùy theo mình thích nhiều ít nữa, nhưng mà đừng có chỉnh nhiều quá các bạn nha. Lên 1 2 2 nè, hết cỡ 2 2, đó mùa xuân này anh sẽ cưới em. Các bạn nghe nó ồn không, đâu có nghe được gì đúng không, nè mình tắt
Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Đó, bạn nghe trong như thế hoặc chỉnh từ lên. Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Đó, bạn nghe chữ em mới sao? Em. Mùa xuân này anh sẽ cưới em. Cưới em. Đó, nó không có điều bằng, bạn nghe thôi nghe không? Xíu. Lơ. Vậy là rất là hay, các bạn rất là nhẹ ha. Lơ. Một, hai. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Nói chung mình hát dở nhưng nhờ cái tiếng xì xèo nhiều cho là nó nhẹ, nó dễ cho mình hát. Mình chỉnh nặng quá, mình hát một bài, hai bài là mình nghỉ hát, mệt. Nhưng mình chỉnh nhẹ là mình hát, mình cảm thấy nó hào hứng với cái tiếng hát của mình là mình hát hoài, mình không có nghe nó mệt. Tại vì mình cảm giác là nghe hát rất là hay. Đó, cũng có nhiều bạn là nói tại sao có nhiều dàn hát rất hay, có nhiều dàn hát không hay. Có đôi khi không phải là do dàn máy nó không hay, nhưng mà một phần là do mình chỉnh chưa hay, không có nhu cầu của mình nữa. Thì đó, thì chính vì những cái nhu cầu vậy thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm nhiều cái review khác nhau, hướng dẫn nhiều cái khác nhau. Thì hôm nay Minh Chiết hướng dẫn và chia sẻ là sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh một cái con văn cơ sáo viết như thế này một cách là hay nhất các bạn nha. Nãy giờ là do mình zoom cái điện thoại lại, có khả năng là mình zoom lại cái tiếng nó sẽ không hay các bạn nha. Bây giờ mình sẽ test lại cho bạn nghe nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, lơ. Đó, giờ mình tắt đi nè. Lơ, một, hai, mình thử mic khô không các bạn nha. Lớn xíu cho nó phê nè. Lơ, một, hai, ba, bốn, bốn. Đó, mình thêm một tiếng bass nha. Lơ, một, hai, ba, bốn, bốn. À, bass dư rồi. Lơ, một, hai, ba. Rồi, lên, echo thì vào nè. Chế độ số 5 ha. Lơ, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rất là nhẹ, rất hay các bạn nha. Các bạn cứ chỉnh theo cái mà mình hướng dẫn bây giờ là bảo đảm âm thanh nó phải hay và nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ test thử 8 cái chế độ của con này ha. Giờ để mình cho nó về số 1 đi. Con này tốc độ nó không có nhanh hay các bạn ha. Mình là mình nhấp lia lịa nó không chạy được. À, số 1 là đà lây thôi mà. Lơ. Nói chung mình không để nguyên thủy như vậy mình xài được đâu ha. Mình để chức năng này thì mình phải chỉnh nó lại các bạn nha. Lơ. Lớn quá. Lơ, số 2 các bạn nha. Số 2 là rơm, đó, rơm rất nhẹ các bạn, rất nhẹ luôn, bay. Lơ, mùa xuân còn đó, mùa đông thì đi qua. Lơ, mình hát vậy thôi, chứ có nhạc vô là chắc chắn nó phải lớn xíu như nè. Chứ không là mình không nghe được nó đâu. Rồi, số 3 đi. Số 3 là echo. Rồi, mình chỉnh cái delay này cho nó nhanh xíu ha. Đó, chỉnh nhanh xíu, à, chỉnh nào, lơ, 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 ba, ba, bốn, chữ A, bốn, chữ A rồi, số bảy đáo, rồi, bảy đáo, đánh số 4 rồi, số 4 rồi bạn không nha, lơ, năm, sáu, bảy, lơ, lơ, đó, mình dài cho nó đây, lơ, lơ, đó, lơ, một, hai, đó, số 5 hồi nãy. Số 5 đó là đi câu điều bằng các bạn. Lơ, một, hai, bốn, năm, sáu, bảy, lơ. Rồi, số 6 là stay low nè. Mình thích hát nhất là cái chế độ số 6 này nha. Lơ, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, lơ. Lơ. Tôi ngó về cuối trời. Tiếng này nó rất là nhẹ cao luôn các bạn. Nhẹ hơn số 5 nhiều. Đó, nếu ai mà không thích hát đi câu nhiều quá thì chuyển qua số 6 này hát rất hay ha. À, số 7, là stay delay ha. Đó, mình cũng thể chỉnh theo hai cái lúc này theo ý của mình các bạn ha. À, số 8 là hand ha. Lơ. Đó, mấy người chuyên nghiệp thường người ta hát mấy cái số như giống như thế này, người ta không thích hát cái đầu kia. Đó, lơ, một, hai. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, nụ bàn xa chắc không được mời. Còn trong đời ngày mình đưa tin, đứa giàu sang chứ trên đồng tình đôi mình. Đó, tiếng rất hay ha. Nhưng mà thường thường cô chú anh chị mình là thích hát có cái echo các bạn. Có echo đó, nó vòng vòng nhiều cái chịu nè. Lơ, là mình quen vậy rồi. Mà cái này cũng dễ hát hơn. Nhưng mà người ta chuyên nghiệp, người ta hát vòng vòng người ta không chịu. Ở đây mà mình chiếc hướng dẫn chia sẻ cho các bạn là hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh là chuyên nghiệp cũng như không chuyên nghiệp ha. Hát đều hay hết ha. Rồi, thì cái video sau á, những video tiếp theo sau á, mình sẽ so sánh cái con văn cơ Putin mà loại 1 và loại 2 cho các bạn nghe nha. Mình sẽ test cho các bạn nghe, thử như thế nào biết, để mình so sánh biết như thế nào là loại 1 là loại 2. Rồi, thì cái video mà mình chia hướng dẫn chia sẻ, hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh
cũng như là hướng dẫn từng chi tiết các chức năng của cái con giang cơ 5 xếp ít này ha, và cách đấu dây ở phía sau như thế nào. Thì đến đây là hết. Nếu quý vị các bạn thấy video hay thì hãy cho Minh Chiếc hướng dẫn và chia sẻ một like cũng như là một sub ha, sub là đăng ký á, là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho các bạn cùng xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.